Ngày 25 tháng 3, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị xác minh làm rõ clip người đàn ông hành hạ ép bé trai sử dụng chất nghi là ma túy gây xôn xao dư luận. Trước đó, tối ngày 24 tháng 3, mạng xã hội đăng tải nhiều clip ghi lại cảnh bé trai ở trần, mặt bỉm xuất hiện cùng người đàn ông với nhiều hình xăm trên người. Trong các đoạn clip đăng tải, người đàn ông nhiều lần chửi bới và có hành vi hành hạ bé trai. Thậm chí có đoạn clip ghi lại cảnh bé trai ngồi bị ép hút chất nghi là ma túy, còn người đàn ông thì ngồi trước đốt lửa vào dụng cụ sử dụng ma túy. Thông tin đăng tải nhận được nhiều bình luận chia sẻ bày tỏ phẫn nộ trước hành động của người đàn ông trong đoạn clip và thương cảm với bé trai. Các ý kiến bình luận cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Ngay khi nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc xác minh sự việc. Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 0 giờ 55 phút ngày 25 tháng 3, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng chở tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng hạ cánh xuống nóc sân đổ Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175. Hoàn tất quá trình đưa một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Bệnh nhân là ngư dân sinh năm 1972, ngụ tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình lặn ở độ sâu 35m lên đột ngột, anh có biểu hiện đau ngực trái, khó thở nhẹ, yếu hai chi dưới và được chuyển vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa lúc 12 giờ ngày 23 tháng 3. Tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, bệnh nhân được thở oxy nồng độ cao, chống đông, bù dịch, đặt thông tiểu, kháng sinh dự phòng và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các triệu chứng không giảm. Hội chẩn qua telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã khẩn cấp đề nghị Bộ Quốc phòng đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị. Đến sáng ngày 25 tháng 3, sau khi được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Ngày 25 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xác nhận, chính quyền vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer in the Forest, khu vực Suối Lương, chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, do đơn vị này có hành vi thu tiền trái phép. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, nhiều người dân, du khách phản ánh, khu du lịch Dreamer in the Forest đã tổ chức thu tiền trái phép khi đến tham quan chụp ảnh với giá 100.000 đồng một người, nhưng chất lượng không tương xứng. Trước thông tin trên, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra, đồng thời tạm thời yêu cầu khu du lịch Dreamer in the Forest chấm dứt thu phí. Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh đơn vị này, cơ quan chức năng nhận thấy ông Lê Đức Anh, chủ khu du lịch Dreamer in the Forest, không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã yêu cầu cơ sở du lịch này dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh. Ngoài ra, chủ khu du lịch bị nghiêm cấm tất cả các hình thức nhận khách, thu phí, buôn bán nước uống. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 24 tháng 3. Tối ngày 24 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long, sinh năm 1997, ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Theo đó, lực lượng Công an bắt giữ Long khi đang lẫn trốn tại xã Ia Ca Dăm, huyện Ia Ba, tỉnh Gia Lai. Bước đầu, đối tượng khai nhận sát hại chị H, sinh năm 1982, chủ spa Hương Rosa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để cướp tài sản rồi bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang di lý nghi phạm từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Đồng Nai để điều tra theo quy định của pháp luật. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 3, một người đến tiệm spa thì phát hiện chị H tử vong với nhiều vết thương và có một số đồ đạc bên trong tiệm bị xáo trộn nên trình báo công an. Ngày 24 tháng 3, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, cùng trú thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 3, Nguyễn Thế Anh chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngân chạy xe máy lên đèo Hải Vân. Đến đoạn cua Cùi Chỏ ở đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng,
Thế Anh cùng vợ có hành vi đổi người lái trên xe và không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời Thế Anh ngồi phía sau và điều khiển xe bằng chân. Đến 22 giờ cùng ngày, vợ chồng đối tượng này tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Theo cơ quan công an, cả hai diễn xiết trên đoạn đường dài hơn 120 m. Ở đoạn đường dốc, cua gấp, có nhiều phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, những tháng đầu năm, số ca mắc mới sốt xuất huyết trên cả nước khoảng 13.000 ca, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng tăng bất thường khu vực Tây Nam Bộ. Thành phố Cần Thơ có trên 600 ca, tỉnh An Giang có khoảng 860 ca. Riêng ở hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, số ca mắc sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay đã tăng 200% đến 400% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực Đông Nam Bộ, riêng tỉnh Đồng Nai ghi nhận gần 800 ca mắc sốt xuất huyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 5.488 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa sốt xuất huyết huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, nếu người bệnh không có dấu hiệu nặng, các cơ sở y tế có thể theo dõi, cho điều trị ngoại trú. Hằng ngày người bệnh phải đến tái khám tại các phòng khám hoặc bệnh viện, không cần phải nhập viện. Nếu người bệnh có những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết hoặc các trường hợp có nguy cơ cao thì cần phải nhập viện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin, Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 quốc gia có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Trong 2 năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng, khi số người mắc và tử vong vì bệnh lao đang tăng trở lại. Chỉ riêng năm 2021, cả nước có tới 169.000 người mắc bệnh và 12.000 ca tử vong. Do hơn 70% người mắc lao đang ở trong độ tuổi lao động, nên căn bệnh này ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế xã hội của đất nước.